cái cảm nhận chính của mình sau khi mà sử dụng ESG 2 năm rồi, bây giờ mình mới cầm vào giờ 5. Ok, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thực sự rất là phấn khích khi mà mình đã được trên tay một ngày với chiếc máy mà mình rất là mong chờ trong từ khi nó vừa ra mắt, đó là chính là chiếc Canon EOS R5. R5 này mình cũng sử dụng dòng micro LED của Canon cũng khá là lâu rồi. Nó mình có sử dụng cả M50 cả ESR, và đây là cái máy chính trong suốt cái quãng thời gian làm việc 2 năm trở lại đây của mình. Và hôm nay chính xác là mình được trên tay chiếc máy này cùng với một chiếc lens khá là hot đến bây giờ, tại vì nó lên giá khá là nhiều, chiếc 24-105. Thôi, chúng ta hãy tập trung vào cái cảm nhận chính của mình sau khi mà sử dụng ESG 2 năm rồi, bây giờ mình mới cầm vào giờ 5. Và cảm quan đầu tiên của mình, các bạn biết là bây giờ cái giá thành của nó cũng đã xuống với cái mức mà mình nghĩ là nó xứng đáng, nó đáng giá hơn so với thời điểm ra mắt. Thời điểm ra mắt nó tận trăm mấy triệu, nó cao quá. Trời, nó cao quá trời, không thể suy nghĩ, không nghĩ tới được. Nhưng mà bây giờ nó cũng chỉ, mình nghĩ là biết là nó cũng chỉ loanh quanh từ 85 cho đến khoảng 100 triệu thôi, tùy từng mặt hàng các bạn lựa chọn. Đấy, thì mình nghĩ đầu tiên là về mức giá của nó đã tiếp cận, dễ dàng tiếp cận hơn so với người dùng và người làm việc, đặc biệt là tại môi trường ở Việt Nam. Thì các bạn biết là cái chi phí để làm việc, để vận hành những chiếc máy này nó không có được bằng so với ở bên nước ngoài, tại vì cái đơn giá hay là cái chi phí công làm việc ở nước ngoài nó sẽ cao hơn. Đấy, thì bây giờ mình nghĩ là nó phù hợp để tiếp cận. Rồi, đấy là về giá thành. Thứ hai nữa là về cái mức độ đầu tư về các phụ kiện xung quanh của nó. Thì mình rất yêu thích Canon ở cái đoạn là pin của họ. Họ vẫn dùng cái loại pin giống như ESG, và thậm chí là cái pin thể loại E6 này, ELP6 à, không nhớ, nhưng mà mình đại khái là có đến 5-6 cục pin mà đã dùng ESG rồi. Thì bây giờ nếu mà lên giờ 5 hay giờ 6 thì mình hoàn toàn có thể dùng tiếp được và dùng ESG làm phương án backup. Tiếp theo, thẻ nhớ đấy chứ, đúng không? Các bạn chụp ảnh có pin phải có thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì ESG 5 cũng sử dụng có một cái khe thẻ ở đây, là khe thẻ SD. Đấy, một cái khe thẻ vuông loại tốc cao hơn. Nhưng mà hiện tại thì mình đang không có tiền để mua các thể loại thẻ Express mà nó cao hơn như thế, nó đắt tiền thế, thì mình hoàn toàn có thể tận dụng được thẻ SD. Và đặc biệt hơn, nếu mà các bạn muốn chụp nhanh hay là quay 4K 60 frame như mình thì các bạn nên đầu tư một chút cái thẻ Extreme Pro mà nó kiểu 300MB trên giây. Thì bình thường trước đây mình dùng ESG mình chỉ dùng đến cái thẻ 170 thôi, nhưng mà bây giờ mình đầu tư lên một chút thì đầu tư lên cái thẻ này thì thực ra nó cũng không quá, mình thấy là cũng đắt thật, nhưng mà nó cũng không quá là đắt so với cái loại thẻ vuông vuông này. Tại vì đầu tư thẻ vuông vuông các bạn sẽ phải đầu tư cả đầu độc thẻ này nữa thì nó cũng hơi quá đấy. Nhưng bù lại, khi các bạn muốn quay 4K mà chất lượng cao nhất kiểu Ultra HD hay là 8K của chiếc máy này thì các bạn phải có cái thẻ đấy. Đấy, thế nhưng hiện tại bây giờ mình cảm thấy hài lòng. Tiếp theo, cái cảm quan về xung quanh bên hông của nó thì vẫn như là ESG thôi, vẫn đầy đủ các cổng kết nối mà chúng ta sẽ cần cho các job làm việc bình thường. Đầu tiên là HDMI, đường mic, đường tai nghe, đường flash và đường có cả đường thay si, đường thay si để cầm đặt firmware hay là cài đặt các reset để cho máy, hay chụp ảnh texture. Con này có đường flash nhưng mình có bao giờ dùng đâu, tại vì mình là quay phim là chủ yếu. Đường flash của con này thì nó sẽ to hơn này, khác nhau một chút, cái đường flash này nó to hơn, còn cái đường kia nó chỉ ở lỗ 2.5mm rồi. Lỗ này nó to hơn này. Đây đúng là kiểu chân flash trigger mà nó có ngắn, nó khóa lại thì nó sẽ chắc hơn. Cái tiếp theo về cái cảm quan khi mà lần đầu mình cầm nhá các bạn nhá, đó, lần đầu khi mà mình cầm vào mình nó bảo uầy, cảm giác thật sự là thân thuộc. Nó không bị, cảm giác hơi ọp ẹp và nó thiếu tay như ESG.
Tại vì sao? Đây, tại vì mình muốn chỉ các bạn, khi mà các bạn cầm này, các bạn cảm thấy ngay đó là cái phần báng ở chỗ này nó đã dày ra một chút, thế nên là S giờ nó hơi mỏng, còn giờ 5 thì nó rất dày hơn một chút, dày hơn một chút. Và khi mà nó dày như thế thì đúng là cái bàn tay mình cầm vào đây mình cảm giác là nó chắc chắn hơn. Thậm chí là mình cầm như thế này để mình chỉnh các thao tác, các joystick, các núm xoay ở đây thì mình cảm giác nó chắc chắn hơn. Đấy là cái điều mà cái tạo cảm giác từ những con đây này, con máy rất là cũ mà Canon nó đã thiết kế, thật sự là cầm nó sướng, cầm nó đẩy hết cả lòng bàn tay, các bạn xem đấy, lòng bàn tay cảm giác cầm nắm nó rất là chắc này, cầm một tay thoải mái vặn viết rồi chỉnh thông số tay thoải mái luôn. Còn SR và thì mình thấy nó cứ mỏng mỏng làm sao, nó cầm nó không hết tay, cầm đến đây nó vẫn thiếu thiếu, có một khoảng hở ở đây, và cầm lúc nào cũng hơi lo lắng là nó sẽ trượt khỏi tay mình đấy. Còn tiếp theo thì nó hơn ở điểm gì nữa, mình đã chỉ cho các bạn xem, nó hơn ở cái điểm đấy là cái phát kiến của SR thời gian đầu dùng rất là vui, nhưng mà về sau khi mà đi làm job thì thực ra nó sẽ gây hại cho mình khá là nhiều. Khi mà cân lên gimbal kia nó trượt đi và thậm chí là mình phải disable nó, mình tắt nó đi. Còn cái này cái dùng sướng nhất ở trên cái 5D3 biết thì nó đã đưa lại đến cái joystick, cái thao tác là lấy nét, nếu mà mình không để IF kiểu checking và chấm chấm ấy, thì dùng cái joystick này mình dùng nét theo zone đi, chấm chấm này sướng lắm luôn, và thao tác chỉnh sửa trước thì trên này mình cũng thấy sướng, nó chính xác hơn là so với việc ấn trên màn cảm ứng. Mặc dù trên màn cảm ứng của Canon nó rất là tốt rồi, nhưng mà mình vẫn muốn nhanh thì mình dùng joystick sướng hơn. Cái tiếp theo nó khác nhau ở cái nữa là ở trên mặt trên thì giống nhau, ở trên mặt trên giống nhau, còn ở giờ 5 nó có thêm cái vòng xoay này. Thì hiện tại bây giờ mình đang xem nó là khẩu, thì khẩu tốc ISO, khẩu tốc ISO. Nhưng khi mà mình đã quen với SR rồi thì mình lại thấy hai vòng xoay này nó khá là đỡ mất thời gian. Đây mình set là khẩu tốc, và nếu các bạn cần ISO thì mình set cái nút MFN, ấn ở đây phát xong mình xoay chỗ nào cũng được. Thì ISO mình đã chỉnh ít và cứ ra cái thay đổi môi trường thì mình đã chỉnh ISO sẵn rồi, thì nó rất là nhanh và mình thấy thế nó cũng không nhiều. Nhưng mà mình sướng nhất là cái joystick này, đấy là về cảm quan sử dụng, cảm quan về các nút điều khiển ở phía bên ngoài. Tiếp theo còn lại là về phần cứng, về tốc độ lấy nét, về ISO, về cấu hình, bla 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 bla, thì có rất nhiều video trên mạng để cho các bạn so sánh rồi. Còn khi sử dụng thì sao? Còn một điểm nữa, một nút nữa chứ. Trước khi các bạn chụp, các bạn bật máy lên, thì đây mình cho các bạn xem lại một cái gọi là sự sung sướng, mặc dù nó rất là nhỏ thôi mà Canon nó đã đưa lại cho mình. Đây các bạn xem cái nút, đây là cái nút mà on off ở trên SR, nó trơn tuần tuột và không này. Nếu mà hôm nào có nhiều mồ hôi nhá, ấn trượt này thì rất là đơn giản thôi. Đáng Canon họ chỉ cần làm gù lên một chút như này thôi, thì đúng SR họ đã đưa lại cái vấn đề đấy, là họ cho nó gù lên một chút, lồi lên một tí chạm vào biết ngay, chứ đừng có dùng cái bánh răng nhám nhám này nữa, trượt tay liên tục luôn. Rồi ok, cho các bạn xem cái tốc độ khởi động của máy. Mình không thấy ai review về cái này, nhưng mà mình thấy cái này rất là quan trọng. Khi mà các bạn đang để máy ở chế độ nghỉ và các bạn bật máy lên để làm việc luôn, lúc đấy có khoảnh khắc và các bạn bật máy lên để làm việc luôn. Đây, cả hai đều off đúng không ạ? Rồi, cái này bên này phải ấn cho nó chắc chắc này. Này, trượt tay này các bạn này. Còn bên này nó có gù, dễ lắm. Này, rất là nhanh và làm việc luôn. Đây là trường hợp ổn định đấy. Nào, tắt đi nha, lại nha. Nào, 1, 2, 3.
thấy chưa? Cái này nó hiển thị lên, có thể màn nó lên, nhưng mà các thông số rồi là chế độ lấy nét chưa chắc nó đã sẵn sàng để làm được luôn. Thế nhưng mà mình đã thử giờ năm rồi đấy, khi con mình đang khóc thì mình cũng vui vui để máy ở bàn, để tất nhiên tắt máy. Thế đang khóc nó cười cái lao ra bật máy dí vào ấn quay phát, nó đã sẵn sàng, nó đã quay luôn từ cái giây phút đấy, và cảm tưởng nó không có cái độ trễ, không phải chờ đợi gì cả. Còn lại về cái khả năng mà checking lấy nét theo mắt, mống mắt này kia thì đương nhiên rồi, nó là thế hệ chip mới, nó sẽ nhanh hơn. ESR cũng khá là nhanh, khá là bám nét nhá. ESR khá là nhanh, khá là bám nét. Và mình quay cưới thấy vẫn thoải mái. Thế nhưng mà đúng là sang những con này thì nó gần như là không độ trễ và nó bám vào nét mắt liên tục. Thi thoảng con này còn hay trượt ra một tí, nhưng mà con này thì liên tục, đúng là liên tục, rất là nhanh. À còn về một cái dễ nhận thấy nữa, đó chính là cái khả năng chống rung ở trên body. Khả năng chống rung ở trên body của Canon thì họ không có quảng bá, không quảng bá nhiều như là Sony, nhưng mà mình vẫn thích. À mình sẽ không nhắc Sony, không quảng cáo nhiều như các khác, nhưng mà về cái cảm quan, về cái cảm quan sử dụng của mình thì thực sự là tải nó như là quay chống rung trên iPhone, rất là ấn tượng luôn. Bất kể một cái nào thì các bạn biết là nó sẽ có ba cái chế độ. Đầu tiên là không chống rung, thì đương nhiên nó không chống rung, nhưng mà trên một số cái len, ví dụ như cái len này nó có IF ấy, nó hỗ trợ thì cũng khá là dùng, cũng khá là tốt. Khi mà mình thử micro jump, tức là tay hơi rung này, nó vẫn có thể ổn định được. Rồi tiếp theo, khi mà on lên một tí, các bạn có thể thấy luôn, nếu micro jump như này thì nó hoàn toàn có thể giúp đỡ các bạn được. Còn nếu các bạn cầm chắc như này nữa và làm việc thì quá tuyệt vời luôn. Còn chế độ nữa là chế độ action này thì nó sẽ crop vào nhiều hơn và nó sẽ chống rung tốt hơn. Thì mình có test với lens 35 khi đi trong phòng và hình ảnh ra là đối với mình là chấp nhận được. Thì thực sự nó rất là bất ngờ. Thì đấy là cái điểm chống rung mà cảm thấy, nhìn thấy được nó rõ nhất so với ESR. Đấy, về tốc độ khởi động, tốc độ lấy nét, khả năng chống rung nó tốt hơn. Còn file viết nó tốt hơn và nó tốn thẻ hơn rất là nhiều thì không phải nói nữa. Nhưng mà phải công nhận là cầm vào nó sướng, và nó chắc là đối với mình thôi, cảm nhận mình là xứng đáng từng đồng một khi mà đầu tư ra một cái công cụ làm việc nó chất lượng như thế này. Ok, đấy là cảm nhận của mình sau khi trên tay nhanh giờ năm. Đấy là sau một ngày sử dụng. Nhưng mà hôm nay thì ngoài trời miền Bắc nó khá là lạnh, rồi là trời sầm sì, mưa dông, rất là chán đời luôn. Thế là mình không thể nào mà cho các bạn xem được một số cái file về con người, về cảnh quan, để nó có cái cảm nhận khách quan hơn. Ok, đây đánh giá và cảm nhận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi mà mình đã có thời gian sử dụng nó lâu dài hơn thì mình có thể video so sánh được cho các bạn kỹ càng hơn. Nếu các bạn có những cái thắc mắc về vấn đề gì thì các bạn hãy để ở dưới comment nha. Thank you, xin chào, hẹn gặp lại. I swear yesterday was just a day until I found out my investments say I was spending